Chào buổi sáng quý khán giả đang theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Thưa quý khán giả, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 32,4 tỷ đô la, tăng 7,7% so với tháng trước. Bộ Công Thương cho biết đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính đóng góp cho sự tăng trưởng khi đạt 27,7 tỷ đô la, tăng 7,1% so với tháng trước. Xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản trong tháng ước đạt 2,76 tỷ đô la, tăng 6,5% so với tháng trước, chủ yếu nhờ xuất khẩu gạo, hạt tiêu, chè, sắn và sản phẩm từ sắn tăng mạnh. Điểm sáng trong xuất khẩu hàng hóa tháng 8 là khu vực kinh tế trong nước cao hơn khu vực FDI. Giá lúa gạo trong nước tiếp tục lập đỉnh mới cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác để tăng giá xuất khẩu, còn khách hàng xin hủy hợp đồng. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ngày 6 tháng 9 ở ngưỡng 633 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm là 618 đô la Mỹ một tấn. Song giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam vẫn cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan. Giá bán trong nước cao hơn giá xuất khẩu rất nhiều. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ chịu thua lỗ nặng. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp không dám ký kết thêm hợp đồng xuất khẩu gạo mới, đồng thời tạm dừng thu mua lúa để nghe ngóng thị trường và tránh thua lỗ. Theo kế hoạch, vụ lúa tôm năm nay, nông dân tỉnh Cà Mau sẽ gieo cấy khoảng 36.000 ha ở các vùng có đủ điều kiện ngăn mặn giữ ngọt. Thời gian gieo cấy vụ lúa được ngành nông nghiệp khuyến cáo tập trung từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch. Cùng với chăm sóc các diện tích mạ đã gieo, thời điểm này nông dân dùng sản xuất lúa tôm kết hợp đang tích cực rửa mặn, khẩn trương gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm. Với những hiệu quả mang lại của sản xuất tôm lúa kết hợp nhiều năm qua, niên vụ lúa tôm năm nay, gia đình anh Quách Văn Quân tiếp tục trồng lúa trong hơn 15 công vuông nuôi tôm của gia đình. Hiện anh đã hoàn tất khâu gieo mạ với giống lúa một bụi đỏ ST24, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho sản xuất vụ lúa. Chuẩn bị máy móc đồ bơm ra mình xuống giống, đo độ mặn luôn cái là mình thấy. Mặn theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp thì chắc khoảng nửa chín rồi là thấy hết rồi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, những khu vực áp dụng phương pháp cấy ném, nông dân đã hoàn tất khâu chuẩn bị mạ. Đối với những vùng đảm bảo điều kiện rửa mặn tốt, nông dân đã xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm bằng phương pháp xạ thẳng và cấy ném được hơn 320 ha với các giống một bụi đỏ OM18, OM5451. Hiện nay tranh thủ những cơn mưa, bà con nông dân đang tích cực xổ nước đáy vuông ra, hướng nước mưa lại để rửa mặn liên tục và kiểm tra độ mặn nước vuông thường xuyên để chuẩn bị gieo cấy lúa khi độ mặn đảm bảo phù hợp. Trong vuông với ngoài sông này cũng vậy luôn, nó cái độ mặn giờ hiện nay ở đây thì nó còn có 2 phần ngàn. Nói chung thì ở đây bà con cũng có ý thức là tới cái vụ mà để mà mình thảy lúa đó, cái trồng lúa đó là điều ai cũng phải xả nước rửa mặn hết trơn. Mưa xuống là bắt đầu hứng nước lại, giữ nước lại bắt đầu xong cái mới bơm nước ra mình rửa. Tới cái lúa mà nó tới mà thảy đó thì mình mướn máy xới vô xới trước cái xong rồi cái mình mới là mình mới thảy. Căn cứ vào lịch thời vụ của tỉnh thì huyện thì hội nông dân kết hợp cùng với ủy ban xã thì gửi cái tuyên truyền cái lịch thời vụ xuống cho hộ dân để hộ dân đó là căn cứ vào lịch thời vụ về rửa mặn để gieo xạ. Thì tính đến thời điểm hiện nay thì cái việc xạ với tỉa mạ là chiếm khoảng hơn 90% diện tích. Hiện nay thì trong cái thời điểm xuất hiện nhiều cơn mưa trong cái đợt này thì Ủy ban dân xã cũng đã phối hợp với các ấp có diện tích lúa tôm là tuyên truyền bà con là chủ động tận dụng cái thời tiết các cái đợt mưa nhiều để chủ động sớm rửa mặn. Đồng thời thì khuyến cáo bà con là xuống giống đảm bảo cho nó phù hợp theo tình hình thời tiết. Đối với cái giống sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm thì bà con trên xã Khánh Bình thì đối áp chống Mỹ và Kinh Hội thì trong những năm vừa qua thì bà con chọn cái nhóm giống là ST24-25. Ngành nông nghiệp khuyến cáo những nơi có sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm, nông dân cần khẩn trương rửa mặn, tập trung gieo cấy vụ lúa theo hướng dẫn lịch thời vụ của địa phương. Đồng thời sau khi cấy lúa, nông dân cần theo dõi dự báo thời tiết, đón mưa tiếp tục rửa mặn. Bởi rửa mặn càng nhiều, độ mặn nước và đất trong vuông càng giảm thì sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm sẽ càng thuận lợi. Bộ Tài chính đưa vào hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm từ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Theo thống kê đầu tiên tính đến hết ngày 31 tháng 8, Bộ đã tiếp nhận xử lý 233 kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng điện thoại và 492 kiến nghị phản ánh qua hộp thư điện tử liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm. Về thị trường bảo hiểm, tính đến hết tháng 8, tổng tài sản ước đạt trên 875.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt hơn 118.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 757.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt trên 147.000 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm 2022. Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt trên 46.000 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị bệnh ung thư, Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú cùng một số bệnh khác. Việc chẩn đoán phát hiện sớm bệnh sẽ giúp giảm các chi phí y tế điều trị sau này, giúp phòng tránh được nhiều bệnh lý phát triển nặng, điều trị tốn kém như ung thư, đột quỵ, bệnh lý về tim mạch. Nếu được chẩn đoán sớm, điều trị từ đầu, thì có thể giảm tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tăng nặng của bệnh, giảm chi tiền túi người bệnh và từ Quỹ Bảo hiểm Y tế. Bên cạnh đó, các kỹ thuật sàng lọc chẩn đoán những bệnh trên cũng có thể được thực hiện tại y tế cơ sở tuyến xã, huyện, bởi đều là những kỹ thuật không khó. Việc này cũng giúp mở rộng phạm vi dịch vụ bảo hiểm y tế chi trả cho y tế cơ sở. Theo Bộ Y tế, đây cũng là cách làm của nhiều nước trên thế giới và cho thấy hiệu quả. Người dân Anh đang sống trong tháng 9 nắng nóng kéo dài kỷ lục, với chuỗi ngày trên 30 độ C kéo dài hơn nhiều so với mọi năm. Cơ quan khí tượng Anh cho biết, ngày 8 tháng 9 là ngày thứ 5 liên tiếp chứng kiến nhiệt độ tại Anh ở mức trên 30 độ C. Đây là kỷ lục mới về chuỗi ngày nắng nóng ở Anh, phá vỡ kỷ lục trước đó chỉ là 3 ngày liên tiếp, đã từng xảy ra 4 lần, với lần gần nhất là hồi năm 2016. Trong đợt nắng nóng này, đỉnh điểm nhiệt độ được ghi nhận hôm 7 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày nóng nhất tại Anh kể từ đầu năm tới nay. Mức nhiệt tại làng Quisley ở vùng Surrey, Nam England lên tới 32,6 độ C, phá vỡ kỷ lục 32,2 độ C ghi nhận trong 2 ngày của tháng 6. Theo dự báo, nhiệt độ tại nhiều vùng ở Anh vẫn sẽ rất ấm hoặc nóng cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 9, rồi mới bắt đầu dịu dần ở khu vực phía đông nam. Anh đã phải ban bố cảnh báo màu hổ phách trên hầu khắp vùng England cho đến tối 10 tháng 9, do quan ngại về nguy cơ sức khỏe đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.